Bước sang phần thời sự thưa quý vị, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa có bài viết đăng trên báo Thanh Niên hôm 6 tháng 6 nói rằng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo ra những phát triển ngoạn mục cho đất nước. Giới quan sát nghĩ gì về nhận định này? Lan Hương tìm hiểu trong bài sau. Trong bài viết, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận định, thực tế cho thấy hơn 30 năm vận hành của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo ra sự phát triển ngoạn mục của đất nước. Công cuộc đổi mới nhanh chóng đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, duy trì tốc độ tăng trưởng vào hàng cao trên thế giới. Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông còn đưa ra số liệu cho thấy GDP của Việt Nam tăng 37 lần từ 5,5 tỷ USD năm 1988 lên hơn 205 tỷ USD vào năm 2016. Cũng theo ông, từ năm 1993 đến năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm từ 58% xuống chỉ còn 8,38% và thấp xa hơn các nước trong khu vực như Philippines, Ấn Độ và thấp hơn cả Thái Lan, Indonesia. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã giải thể, công nhận rằng nền kinh tế của Việt Nam trong 30 năm qua đã đạt được một số bước phát triển mà ông đánh giá là khá. Nhưng ông không cho rằng đó là công lao của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Toàn bộ cái gọi là công cuộc đổi mới trong cái thời gian vừa qua, thực chất là không có cái gì để đổi mới cả, mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã buộc phải trả lại cho người dân một số quyền về kinh tế của họ, không phải là tất cả. Và đấy có thể nói rằng cái động lực chính cho cái sự phát triển kinh tế trong thời gian 30 năm qua ở Việt Nam. Hay nói khác, tức là cái tiềm năng, cái lòng hăng say làm ăn của người dân Việt Nam là nó đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam suốt một thời gian dài tước đoạt, và đến khi mà họ thấy rằng tiếp tục như thế thì họ cũng không còn đường sống, thì lúc đó họ để cho người dân những cái quyền, trả lại cho người dân những quyền làm kinh tế của họ, từ nông nghiệp trở đi cho đến quyền kinh doanh. Trong bài viết của mình, ông Trương Minh Tuấn nói rằng yếu tố quan trọng nhất của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường là vai trò lãnh đạo của Đảng. Theo ông, Đảng đại diện cho lợi ích của mọi tầng lớp nhân dân và không có lợi ích của riêng mình. Tuy nhiên, trong một bài viết có tựa Cần hiểu đúng để không làm sai, đăng trên Vietnamnet hôm mùng 5 tháng 5, nhưng hiện đã bị dỡ xuống, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương nói, sự lãnh đạo và quản lý chưa thể là một đặc điểm của nền kinh tế. Đặc điểm của nền kinh tế sẽ hình thành trong thực tế một cách khách quan. Nó không phải là sự lãnh đạo và quản lý của ai, mà là kết quả của sự lãnh đạo và quản lý ấy như thế nào. Ông nói rõ vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường không phải là để kinh doanh, cũng như không để các cơ quan hành chính tham gia vào việc kinh doanh, mà theo ông, việc chính của nhà nước là tạo điều kiện cho mọi chủ thể trong xã hội được kinh doanh thuận lợi, bình đẳng thật sự, không bị thị trường ngầm, không có buôn gian bán lậu, càng không để cho các cán bộ của nhà nước tham gia vào hoạt động trong và cho các nhóm lợi ích. Ông Trương Minh Tuấn đánh giá cao vai trò kinh doanh của nhà nước, mà đại diện là khối doanh nghiệp nhà nước. Ông nói, để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa đạt tới mục tiêu, trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Cũng trong bài viết này, ông Trương Minh Tuấn chỉ nói chung chung rằng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện, mà không nêu rõ đó là những vấn đề gì hay hoàn thiện bằng cách nào. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những vấn đề lớn nhất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là việc các doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo, mà theo ông, đó là một đường lối sai lầm của Việt Nam. Cái khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đấy là cái được ghi trong đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái đấy nó ngầm định một cái chuyện là nhà nước ông ấy dùng các cái công cụ kinh tế của ông, mà chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước, làm công cụ để điều tiết cái nền kinh tế thị trường gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Nó đã gây ra những hậu quả tai họa cho cái đất nước này, là không biết bao nhiêu
cái gọi là tập đoàn kinh tế nhà nước đã thực sự là phá sản. Chuyện Vinasin, Vinalize bây giờ đã vào quên lãng, nhưng mà còn hàng chục các cái tập đoàn, các tổng công ty như thế với hàng mười mấy cái dự án mà do chúng làm chủ đều là mười mấy ngàn tỷ đều là đang sắp phá sản. Thế thì có thể nói rằng cái gọi là kinh tế khu vực, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là một cái đường lối kinh tế rất là sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái đó đã dẫn đến những hậu quả hết sức là tai hại. Bởi vì cái khu vực kinh tế nhà nước ấy, hay nói nôm na là các cái doanh nghiệp quốc doanh, nó chỉ tạo ra khoảng 25-26% GDP, nhưng mà rất đáng tiếc là cái khu vực doanh nghiệp nhà nước này nó sử dụng đến khoảng một nửa nguồn lực của đất nước. Đó là những cái tài nguyên thiên nhiên như là hầm mỏ, như là đất đai. Tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội đất nước lần thứ nhất diễn ra vào sáng ngày 26 tháng 4, Trưởng ban Kinh tế Trung ương ông Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện nay khu vực kinh tế tư nhân đã tạo việc làm cho trên 85% lao động đang làm việc của nền kinh tế. Tỷ trọng đóng góp GDP của kinh tế tư nhân luôn lớn hơn so với các thành phần kinh tế khác và duy trì ổn định ở mức 39-40% từ năm 2003 đến năm 2015. Như vậy, tỷ trọng đóng góp GDP của kinh tế nhà nước hiện đã đứng sau kinh tế tư nhân, mặc dù nhiều năm doanh nghiệp nhà nước được đánh giá là nòng cốt của nền kinh tế. Ngay sau khi bài viết về vai trò của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mang lại những phát triển ngoạn mục của ông Trương Minh Tuấn được đăng tải trên các trang mạng xã hội, dư luận ngay lập tức có các ý kiến phản biện. Chúng tôi ghi nhận quan điểm của Facebook Nguyễn Thông như sau. Tôi muốn hỏi ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, thế nào là ngoạn mục? Người Cộng sản nắm quyền cai trị ở nước này tới nay đã 42 năm. Suốt nửa thế kỷ độc tôn cầm quyền mà đất nước vẫn còn nghèo đói, chậm phát triển như hiện nay, thì ngoạn mục ở chỗ nào? Hãy nhớ rằng, các nước Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, với chừng ấy năm, hoặc chỉ 1/4 chừng ấy năm thôi, thì họ đã đi được bao nhiêu? Xin được nhắc lại, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tên gọi một cơ chế quản lý kinh tế được Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra và triển khai tại Việt Nam từ đầu thập niên 1990. Tuy nhiên, cho đến nay, chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mà chỉ có giải thích nguyên lý chung rằng đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sự kiện sôi nổi nhất trong cuộc hội nghị Trung ương năm khóa 12 vừa qua là xử vụ án lớn Đinh La Thăng, bị cáo buộc làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng khi còn làm người đứng đầu quản lý ngành dầu khí. Kết quả là ông Thăng bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị, chấm hết. Không có bản khởi tố, không có bản luận tội, không có bản trình bày của bị cáo, không có một nhân chứng, vật chứng, hồ sơ, tài liệu liên quan, không có luật sư, không có tranh biện, không có kết luận kể rõ những tội, chiếu theo đạo luật nào, không có bản tuyên án. Vì vậy, sau khi kết án xong, nhiều vấn đề xuất hiện to lớn hơn, quan trọng hơn chính vụ án. Đó là 200 vị trong Ban chấp hành Trung ương có ai chất vấn gì về vụ án hay không? Có ai thắc mắc là việc xử cao hay thấp hay đúng người đúng tội? Có ai thắc mắc sao bị cáo vẫn còn ở trong Ban chấp hành Trung ương, lại còn là Phó Ban Kinh tế Trung ương Đảng, lại còn là đại biểu Quốc hội, sao cả gần 200 vị đều như những chiếc robot vô hồn làm theo lệnh bấm nút của Tổng Bí thư? Ngoan ngoãn, nhanh nhẩu giơ tay, không một ai mở mồm có một ý kiến riêng. Đây là vụ án về tội vô trách nhiệm, làm thất thoát tài sản lớn, dính đến tham nhũng. Vậy bị can đã tham nhũng bao nhiêu, phải hoàn bồi ra sao? Tài sản bị trưng thu trả lại công quỹ bao nhiêu, không ai được biết. Một vụ án dang dở. Vụ án thế là đã kết thúc hẳn hay chưa? Cũng là chuyện tù mù, có nhà bình luận phán đoán sẽ còn 4 bước dành cho bị cáo. Một bước là đưa ra khỏi Ban chấp hành Trung ương, đồng thời đưa ra khỏi Ban Kinh tế Trung ương. Một bước nữa là đưa ra khỏi Quốc hội để trở thành một công dân, rồi bị truy tố theo luật nhà nước. Rồi một bước đưa ra tòa án. Ví như Bạc Nhất Ba bên Tàu, có thể bị tử hình rồi hoãn thi hành, coi như bị tù chung thân. Và tài sản bị xung công. Được như thế còn là hay, là tốt. Nhưng không ai biết sẽ ra sao.
một nền tư pháp u ám, mờ ảo. Ông Tổng Bí Thư vừa cho biểu diễn một vụ xử án độc đáo, nhanh chóng, êm đềm, thực thi một nền tư pháp đảng trị không giống ai, giơ cao đánh khẽ, tự khoe là nghiêm minh, nhưng đầy những câu hỏi chưa được giải đáp. Một mình ông làm quan tòa, ông kể tội, ông kết luận, ông tuyên án và buộc 200 vị giơ tay tán thành, thế là xong. Chính ông Tổng Bí Thư từng kêu gọi đổi mới nền tư pháp công bằng, minh bạch. Thì nay, ông xử một vụ án lớn sau lưng ngành tư pháp, phớt lờ Viện Kiểm sát, phớt lờ Tòa án Tối cao, phớt lờ Hiến pháp, Luật pháp, ông là Chúa Sơn Lâm. Chợt nhớ tới câu nói của bà luật gia Ngô Bá Thành khi còn là đại biểu Quốc hội, ta có cả một rừng luật nhưng lại xử theo luật rừng. Tức là trong ngôi rừng Việt Nam, vị Chúa Sơn Lâm là kẻ cầm cân nảy mực, muốn trị ai thì trị. Có toàn quyền sinh sát, muốn thịt ai là thịt, muốn cho sống được sống, muốn bắt chết phải chết. Hiến pháp ư? Luật hình sự ư? Luật phòng chống tham nhũng ư? Một nền tư pháp công minh, bình đẳng cho mọi người ư? Ông Chúa Sơn Lâm Nguyễn Phú Trọng cóc cần, vì ông có riêng một nền dân chủ phát triển đặc biệt, cao đến thế là cùng. Xin nhắc nhở vị Chúa Sơn Lâm rằng ông vừa kêu gọi ngành tư pháp khẩn trương xử 12 vụ án lớn nhất. Các vụ xử án tới sẽ gay go khó khăn vì các bị cáo sẽ ghen tị với ông Linh La Thăng. Họ chỉ mong Ngài Chúa Sơn Lâm cho họ hưởng kiểu xử án rất tài tử như Ngài đã làm mẫu, giơ cao đánh khẽ, cho hạ cánh êm du, an toàn, còn được giữ nguyên bổng lộc dồi dào cho các đời con cháu. Bài viết của nhà báo Tự Do Bùi Tín là blog cá nhân, được đài VOA đăng tải nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5 đã kết thúc khá lâu, nhưng dư âm của nó vẫn còn được nhiều blogger nhắc đến, vì hội nghị này có liên quan đến nhiều vấn đề lớn là chống tham nhũng, đẩy mạnh kinh tế tư nhân, và đặc biệt là chuyện kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị là ông Đinh La Thăng, vì đó có nhiều sai phạm khi làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. Đứng trước những vấn đề có liên quan rất nhiều với nhau như vậy, người ta đặt ra một câu hỏi lớn là liệu việc kỷ luật ông Đinh La Thăng là kết quả của một sự tranh giành phe phái trong đảng, hay chính là kết quả thật sự của một cuộc đấu tranh chống tham nhũng của đảng. Hai phe phái được người ta cho là của hai ông Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng Bí Thư, và Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ tướng. Viết về sự đấu tranh quyền lực giữa các nhóm khác nhau, trang blog Ngày Đêm của Nguyễn Quốc Minh có dẫn lại bài viết của tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên gia phân tích chính sách của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bàn về việc làm cách nào để kiểm soát sự tha hóa quyền lực tại Việt Nam. Trong bài này, tác giả có đề cập đến việc sử dụng mạng thông tin xã hội lẫn mạng thông tin truyền thống như báo chí của nhà nước phục vụ cho cuộc đấu tranh quyền lực giữa các phe nhóm. Một công cụ kiểm soát tha hóa quyền lực ở Việt Nam trong thời gian gần đây là sự vào cuộc của mạng xã hội và báo chí. Mặc dù tính mở của mạng bị hạn chế và chưa có báo chí tư nhân, nhưng dường như các nhà cầm quyền đã tìm cách lợi dụng ưu thế cho mục đích củng cố lợi ích chế độ trong những thời điểm cần thiết. Thời điểm cần thiết mà tiến sĩ Thọ đề cập chính là những khoảng thời gian trước khi có những sự kiện chính trị như Đại hội Đảng Toàn quốc, Hội nghị Trung ương Đảng diễn ra. Người ta vẫn nhớ các thông tin về đời tư các quan chức được tung ra trên các trang mạng, quan làm báo hay chân dung quyền lực trước đây, mà ở đó người ta không thể nào kiểm tra được sự tin cậy của các nguồn tin. Ngay sau khi ông Thăng bị kỷ luật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại tuyên bố là kỷ luật đó là chỉ về mặt đảng. Điều đó làm nhiều người đưa ra giả thuyết là cuộc thanh trừng vẫn còn tiếp tục. Nhà báo Tự Do Phạm Chí Dũng đưa ra 5 bước đi của một quy trình kỷ luật mà nếu ông Thăng không có thế lực và không có may mắn sẽ phải trải qua. Đó là tố tụng hình sự, cách chức ủy viên trung ương, tước bỏ tư cách đại biểu quốc hội, khai trừ đảng và đi tù. Cuộc thanh trừng ấy, theo tác giả Khánh My viết trên trang Việt Nam Thời Báo, có thể đang được chuẩn bị để tấn công trực tiếp cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì những cuộc thanh trừng thường bắt đầu bằng một chiến dịch trên báo chí. Đó là một bài báo xuất hiện trên báo Thanh Tra về những sai phạm đất đai tại đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, nơi con trai Thủ tướng Dũng đang làm bí thư tỉnh ủy, và vụ việc liên quan trực tiếp đến một người là ông Trần Minh Chí, em vợ Thủ tướng Dũng. Bài báo trên báo Thanh Tra đăng ngày 16 tháng 5 và bị rút xuống ngay sau đó, không ai rõ điều gì đã xảy ra. Câu hỏi chống tham nhũng hay đấu tranh phe phái không chỉ đặt ra trên các trang blog tiếng Việt, mà còn được thấy trên các trang báo mạng tiếng nước ngoài nữa. Theo giáo sư Trần Hữu Dũng, chủ của trang mạng Việt Studies, thì đa số các nhà quan sát từ nước ngoài nhìn vào chính sự Việt Nam nghiêng về cuộc đấu tranh phe phái hơn là chống tham nhũng.
Giáo sư Dũng nói cách nhìn đó khá là phiến diện, giống như nhìn một căn phòng qua lỗ khóa, vì các tác giả đó không biết sâu sắc về Việt Nam. Một người Việt Nam sống ở nước ngoài là ông Bùi Quang Vơm lại có cái nhìn khác về sự kiện Đinh La Thăng. Trong bài viết Liệu có một âm mưu trong vụ Đinh La Thăng hay không? Ông phân tích rằng chuyện đấu tranh nội bộ cũng giống như bất cứ đảng phái chính trị nào khác là có thật, nhưng chuyện chống tham nhũng cũng là có thật. Ông viết là nếu đây là một cuộc thanh trừng phe nhóm ông Dũng, thì cuộc thanh trừng này trùng hợp với việc thanh trừng các phần tử tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng. Ông viết tiếp là vẫn còn rất nhiều nhân vật thời ông Dũng vẫn còn nằm trong guồng máy quyền lực. Vậy cho nên, nếu có một âm mưu thì đó là âm mưu thay máu hoàn toàn cho đảng Cộng sản. Điều này ông dựa trên ý nghĩa của một sự kiện sắp xảy ra là Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm nay. Hội nghị này có mục đích là để sắp xếp lại tổ chức nhân sự của đảng. Ông Bùi Quang Vơm kết luận với một hy vọng rất lớn. Với những gì đang đến, chỉ cần dấn thêm một bước, có thể biến đảng Cộng sản thành một đảng chính trị tiến bộ, thượng tôn dân chủ đích thực, khởi đầu bằng cách trả quyền lập pháp tối cao cho Quốc hội xây dựng và phê chuẩn một hiến pháp mới, đảm bảo cơ chế luân phiên cầm quyền hòa bình và cạnh tranh đa nguyên. Dân tộc Việt Nam vĩnh viễn thoát khỏi ách cai trị độc đảng. Nhưng có lẽ tác giả cũng cho rằng hy vọng của mình khó có thể thành sự thật, vì ông viết tiếp rằng trong hoàn cảnh hiện nay, người có thể làm được việc thay máu đó duy nhất chỉ có ông Trọng. Nhưng ông Trọng lại là người duy nhất không nhìn thấy điều đó. Bởi vì vậy, lịch sử không chọn ông mà quyết định đào thải ông. Con người lạc hậu như ông không thể đi tiếp và đồng hành cùng dân tộc. Nhưng dù là đấu tranh chống tham nhũng hay đấu tranh phe phái, nhiều tác giả là blogger nhận xét rằng diễn biến bên ngoài trên khía cạnh pháp luật là rất không bình thường. Và tác giả Nguyễn Trọng Bình gọi là một sự trần trụi chỉ có ở chính trường Việt Nam. Nguyễn Trọng Bình viết, phải nói vụ xử lý này là một điển hình cho độ quái của đảng ta trong việc xoa dịu đám đông dân chúng liên quan đến vấn đề xử lý cán bộ cấp cao lâu nay. Làm thất thoát hàng nghìn tỷ, sai phạm rất nghiêm trọng, nhưng vẫn được xem là có tài và có đóng góp. Không đủ tư cách làm bí thư một thành phố lớn thì điều sang làm phó ban kinh tế trung ương. Những kết luận cùng những phát ngôn mâu thuẫn nhau chằng chát và nhất là chẳng khác gì một vở tuồng trên sân khấu. Thế nhưng một bộ phận đám đông dân chúng vẫn hoan hô và nhiệt thành ủng hộ. Nhất là khi nghe ông Tổng Bí Thư mang truyền thống về lòng nhân ái, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại của dân tộc ra để mặc cả, phân bua, nhiều người càng thêm phấn chấn hơn. Điển hình như phát biểu của một lão thành cách mạng, Tổng Bí Thư đã bắt nhịp và quy tụ được ý chí của toàn đảng, toàn dân. Cây bút Thảo Vi thì viết trên trang blog Bosit Việt Nam rằng cách hành xử của đảng cầm quyền đang đặt ra một vấn đề rất lớn cho nền tư pháp của quốc gia. Thảo Vi đặt câu hỏi là tại sao một loạt các quan chức cao cấp của đảng bị xử tội vì sai phạm, nhưng chắc chắn sự bổ nhiệm của họ phải được sự đồng ý của người có quyền cao nhất của đảng là ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Trọng không bị ảnh hưởng gì cả. Câu hỏi tiếp theo là người ta cách chức vụ cũ của các bộ trưởng sai phạm đi, vậy trong các tập hồ sơ tội phạm đang còn phải giải quyết, những người bị cách chức đó có chịu trách nhiệm gì hay không? Thảo Vi hỏi tiếp là ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị cách chức vì ký giấy phép cho Formosa hoạt động xả thải làm cá chết hàng loạt ở miền Trung hồi tháng 4 năm ngoái. Thế nhưng tại sao ông Trọng lại tiếp tục cho phép Formosa hoạt động? Tác giả kết luận rằng, với hàng loạt câu hỏi đặt ra như trên, cay đắng ở chỗ câu trả lời sẽ là ông Tổng Bí Thư không sai và ông Tổng Bí Thư không thể sai bởi hoạt động tư pháp Việt Nam vẫn còn mang đặc điểm của thời chiến tranh bao cấp, chú trọng bảo vệ chế độ, chưa nghiêng hẳn về bảo vệ công lý. Mặc dù vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng gây ồn ào nhất trong thời gian diễn ra và sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 5, nhưng nghị quyết của hội nghị này lại liên quan phần lớn đến vấn đề kinh tế, trong đó có việc thúc đẩy nền kinh tế tư nhân phát triển. Trong một diễn đàn của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, người ta thấy bài bình luận về phát triển kinh tế tư nhân. Bài bình luận kết thúc bằng câu, chấm dứt chủ nghĩa thân hữu mới mong tư nhân mạnh lên. Nhưng làm thế nào để chấm dứt chủ nghĩa thân hữu thì không thấy bài báo có câu trả lời. Phạm Quý Thọ, trên trang Ngày đêm của Nguyễn Quốc Minh viết rằng, Đảng Cộng sản thật khó kiểm soát sự tha hóa quyền lực khi những sai phạm trở thành lỗi hệ thống. Đằng sau các vụ đại án, dư luận cho rằng luôn có các thế lực chính trị, các lãnh đạo cao cấp được gọi là lợi ích nhóm, nuôi dưỡng sự tha hóa quyền lực. Đây chính là sự thách thức lớn nhất đối với việc kiểm soát quyền lực của chế độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng thốt lên, chống tham nhũng là ta đánh ta, và ông muốn đánh chuột nhưng không làm vỡ bình. Với sự thay đổi,
cách nhìn nhận chuyển sang coi trọng bộ phận kinh tế tư nhân, coi trọng nền kinh tế thị trường. Ông Phạm Quý Thọ nói rằng, những nhà phân tích chính trị cho rằng thời gian tới, sự đấu tranh nội bộ đảng sẽ căng thẳng bởi vì các nguyên tắc, chuẩn mực và giá trị của kinh tế thị trường đang thách thức quyền lực tuyệt đối của các chuẩn mực đạo đức truyền thống. Sau khi đọc bài của tiến sĩ Phạm Quý Thọ, ông Nguyễn Quốc Minh, chủ của trang blog Ngày Đêm trả lời rằng chỉ có một quốc hội đa đảng, chỉ có cấu trúc tam quyền phân lập mới giúp dân chúng nắm được quyền lực, kiểm soát và trừng trị bọn tham nhũng mà thôi. Cũng trên khía cạnh kinh tế, blogger Huỳnh Ngọc Chênh viết rằng với cái quan niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì đất đai thuộc về đảng chứ không phải của dân, và công nhân thì bị triệt tiêu quyền đấu tranh với chủ nhân vì không được phép thành lập nghiệp đoàn tự do. Ông Chênh kết luận rằng vì lý do đó mà hơn 30 năm qua, Việt Nam trở thành một quốc gia không chịu phát triển. Nhưng ông Nguyễn Trọng Bình trong bài Điển hình Đinh La Thăng lại kết luận rằng dẫu cho trách nhiệm lớn đối với sự trì trệ của đất nước là thuộc về chính quyền, nhưng nguyên nhân cốt tử là thuộc về dân chúng Việt Nam. Nguyên văn theo lời của ông là ngây thơ, ngờ nghệch và đôi khi hồ đồ. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần. Vụ Bạch Hồng Quyền, âm mưu hay thực sự truy nã là nhan đề bài viết của nhà báo Lê Anh Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Giới đấu tranh trong nước nói riêng và những người quan tâm tới vận mệnh nước nhà nói chung đang xôn xao trước thông tin Công an Hà Tĩnh phát lệnh truy nã nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền vào ngày 12 tháng 5 sau khi bị khởi tố với tội danh gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Liên quan tới những hoạt động của cộng đồng kể từ khi đại thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở miền Trung tháng 4 năm ngoái, Hồng Quyền là một trong những nhân vật tích cực và hiệu quả nhất. Theo báo chí nhà nước, anh bị cáo buộc chủ mưu kích động vụ 2.000 người dân mang băng rôn khẩu hiệu tới Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển trong hôm 3 tháng 4, 2017. Ngày 12 tháng 4, 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố cái gọi là vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà. Tới ngày 18 tháng 4, Công an Hà Tĩnh lại khởi tố bị can và ngày 19 tháng 4 thì phát lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền. Điều đáng nói là lệnh bắt anh Quyền lại được ai đó xì ra cho công chúng gần như ngay sau đấy, trong thời gian anh vẫn công khai đi lại ở Việt Nam. Biết Công an Hà Tĩnh ra lệnh bắt mình nên anh Quyền đã lui vào hoạt động bí mật. Kể từ khi Công an Hà Tĩnh ra lệnh bắt anh Bạch Hồng Quyền cho đến khi họ phát lệnh truy nã là 23 ngày. Trong thời gian đó, với một lực lượng công an hùng hậu lại được trang bị đủ mọi phương tiện, thiết bị hiện đại, nhà chức trách hoàn toàn có thể bắt được anh bất cứ lúc nào. Vậy nhưng, dường như họ lại không muốn làm thế mà cứ cố tình rung cây dọa khỉ, tạo điều kiện cho anh trốn đi. Mặc dù đã xảy ra hơn một năm, nhưng tới nay vụ đại thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh vẫn tiếp tục là sự kiện nóng bỏng trong dư luận người Việt, đặc biệt là trong bối cảnh những người bị thiệt hại chưa được đền bù thỏa đáng hoặc thậm chí là chưa được đền bù. Còn thủ phạm Formosa Hà Tĩnh thì vừa được nhà chức trách cho phép vận hành thử nghiệm lò cao số 1, và tập đoàn mẹ Formosa thì lên kế hoạch rót thêm 1 tỷ đô la vào dự án. Nghĩa là Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là một đại hiểm họa quân sự, kinh tế, môi trường lơ lửng trên đầu dân tộc, đe dọa sự tồn vong của giống nòi. Trong bối cảnh đó, nhà cầm quyền Việt Nam một mặt muốn khởi tố anh Bạch Hồng Quyền để hăm dọa dân chúng trong vụ Lộc Hà và ngăn ngừa những vụ việc tương tự cho tương lai. Mặt khác còn lại sợ phiên tòa xét xử anh Quyền sẽ biến thành ngày hội non sông, kích động dân chúng ở Hà Tĩnh và Nghệ An nổi lên. Theo BBC, trước khi thông tin anh Quyền bị khởi tố và truy nã, một số người dân tại huyện Lộc Hà tỏ ra bức xúc. Bà Tuyết, chủ cơ sở đông lạnh Anh Tuyết nói với đài BBC, ở đây giờ không chỉ riêng bản thân tôi mà hàng trăm, hàng ngàn người sẽ xuống đường đồng hành cùng anh Quyền. Anh Bạch Hồng Quyền là một người Công giáo, một tôn giáo với số lượng tín đồ khoảng 7 triệu người chỉ đứng sau Phật giáo và đặc biệt là rất đoàn kết. Những năm gần đây, Công giáo không chỉ dám đương đầu mà còn trở thành lực lượng đối đầu mạnh mẽ và kiên quyết nhất trước nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Việc một người Công giáo bị kết án vì một việc làm công chính phục vụ lợi ích của cộng đồng và xã hội sẽ càng khiến họ đoàn kết hơn và không loại trừ khả năng sẽ tạo ra một làn sóng hiệp thông ủng hộ anh trong cộng đồng Công giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, vụ xét xử chắc chắn sẽ vấp phải sự lên án mạnh mẽ của dư luận trong nước và quốc tế.
Những gì nêu trên giải thích cho lý do tại sao nhà cầm quyền Hà Tĩnh lại cứ dền dứ như thể tạo điều kiện để nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền nếu muốn thì cứ việc bỏ trốn. Trong khi đó, phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam mất đi một biểu tượng mà lẽ ra sức lan tỏa sẽ được nâng lên với bản án một vài năm tù, còn nỗi sợ hãi và tinh thần rã đám thì như nọc độc lây lan khắp cộng đồng. Bài viết của blogger Lê Anh Hùng là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chỉ 6 tháng sau khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà tuyên bố biển miền Trung đã an toàn, chính phủ Việt Nam lại quyết định tiếp tục ngưng khai thác hải sản tầng đáy, khu vực biển miền Trung bị nhiễm độc do chất thải của công ty Formosa. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đưa ra yêu cầu này hôm 17 tháng 5 tại một cuộc họp của Ban chỉ đạo khắc phục sự cố và ổn định đời sống cũng như kinh doanh cho người dân 4 tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp. Sự cố được coi là một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Việt Nam. Động thái mới này của chính phủ đang làm nhiều người nghi ngờ về sự an toàn của khu vực biển mà chính người đứng đầu Bộ Tài nguyên Môi trường đã từng xuống tắm và ăn hải sản ở Hà Tĩnh để chứng minh sự an toàn của vùng biển này. Trong một lần trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 16 tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Trần Hồng Hà được truyền thông trong nước trích lời khẳng định toàn bộ mọi hoạt động có thể tiến hành bình thường trên khu vực biển mà ông nói là đã an toàn và cho biết toàn bộ hải sản biển miền Trung đều an toàn. Nhưng theo Tuổi Trẻ, tại cuộc họp ở Hà Nội hôm 17 tháng 5, Phó Thủ tướng Bình yêu cầu các tỉnh tiếp tục vận động ngư dân không đánh bắt hải sản tầng đáy ở khu vực 20 hải lý trở vào bờ cho đến khi Bộ Y tế có kết luận về an toàn thực phẩm đánh bắt tại khu vực này. Nhận xét về sự mâu thuẫn trong các phát ngôn của những quan chức chính phủ, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến nói: Năm ngoái họ nói là biển sạch và an toàn, nhưng năm nay thì họ vẫn lại nói rằng là trong tầm 20 hải lý tính từ bờ biển trở ra và không nên đánh, vẫn chứng tỏ rằng cái lời nói của họ, những phát ngôn của họ chỉ phục vụ cho ý đồ chính trị của họ muốn dẹp tan dư luận, khi mà dư luận người ta đang bùng sôi, đang rất là phẫn nộ với chuyện đó, đang tập trung rất là cao độ về chuyện đó, thì họ dùng những lời lẽ họ làm dịu đi thôi. Nhưng mà thực ra biển nó vẫn còn ô nhiễm. Dưới góc độ quan sát của một người dân, anh Tuyến cũng cho rằng khu vực biển bị nhiễm độc như vậy không thể nào ngày 1, ngày 2 mà có thể giải quyết được và không thể nào tự làm sạch giống như lời nói của các quan chức mà người ta vẫn tuyên truyền trên báo đài và các phương tiện truyền thông đại chúng cho người dân. Chuyên gia môi trường Lê Xuân Lan nói người dân cần có nhiều thông tin minh bạch và sự giải thích rõ ràng hơn từ chính phủ. Nói chung là Bộ Tài nguyên Môi trường phải có cái trách nhiệm trả lời những câu hỏi đó. Ví dụ như bây giờ anh nói là anh cấm khai thác những cái hải sản ở tầng đáy, thì là tại sao? Thì cái đó là phải Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời, đúng không? Để cho người dân có biết những cái thông tin đó, tại sao vẫn cấm cái loại đó. Nó vẫn còn cái mức độ nguy hiểm thì mới cấm nha. Mặc dù người dân trong nước đã trở lại tắm biển và ăn hải sản ở khu vực này, nhưng theo giảng viên của Đại học Tài nguyên Môi trường Lê Xuân Lan, từng sinh sống ở miền Trung, khách du lịch từ nước ngoài đến vẫn không tin vào độ an toàn này. Người nước ngoài mà đến Việt Nam, kể cả Việt Kiều về thì cũng vẫn còn rất là sợ. Kể cả là thậm chí là họ sợ không xuống dưới nước biển để tắm nữa kìa. Như vậy thì rõ ràng là cái vấn đề môi trường là nó chưa có mức độ tin cậy cao, cho nên mới đưa ra những cái nghi ngờ như vậy. Mặc dù chưa có trường hợp nhiễm độc hải sản nào được chính thức công bố từ vụ việc này, nhưng một chuyên gia luật của Mỹ cách đây một tuần đã cảnh báo về việc hải sản của Việt Nam nhập vào Mỹ có thể bị nhiễm độc từ vụ xả thải của Formosa. Năm ngoái, một nhóm các nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt cũng đã gửi một thỉnh nguyện thư tới Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để thúc giục cơ quan này xét nghiệm và điều tra toàn bộ các sản phẩm hải sản nhập từ Việt Nam. Không hài lòng với việc giải quyết vấn nạn môi trường này, người dân ở trong nước vẫn tiếp tục biểu tình và đấu tranh đòi chính quyền đóng cửa nhà máy, cũng như đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng. Theo anh Tuyến, một người theo dõi tình hình đấu tranh của người dân trong nước trước thảm họa môi trường do Formosa gây ra, thì việc bồi thường không thỏa đáng là nguyên nhân của làn sóng đấu tranh của người dân miền Trung trong những tháng qua. Là có thông tin là bồi thường tiền, thế nhưng mà cho đến tận hiện tại, thời điểm hiện tại, tức là sau hơn một năm, thì nhiều người dân ở thuộc cái huyện mà được hỗ trợ cái tiền đó, người ta vẫn chưa nhận được, hoặc là nhận với những số tiền rất là ít ỏi. Chính vì vậy mà người dân người liên kê tiếp ở trong Hà Tĩnh và Nghệ An, người ta đòi cái quyền lợi đó, người ta yêu cầu minh bạch cái chuyện đó.
Formosa đã cam kết với chính phủ Việt Nam bồi thường 500 triệu đô la cho nạn nhân thảm họa này và đồng thời đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào liên doanh thép tại Việt Nam trước khi hoạt động của nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh dự kiến được bắt đầu vào tháng sau. Đưa Formosa vào vận hành là một trong ba giải pháp chính mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam vừa đề xuất nhằm đảm bảo chi tiêu tăng trưởng GDP 6,7% của năm 2017. Việc vận hành này đã bị trì hoãn vì nhiều cuộc biểu tình của người dân miền Trung. Nhà hoạt động Chí Tuyến nói chính quyền sẽ bất chấp những hậu quả để chạy theo GDP và như thế sẽ tiếp tục có những mâu thuẫn giữa chính quyền và người dân. Và họ sẽ vẫn cứ để cho Formosa thì cái chuyện khi mà Formosa đi vào hoạt động luyện kim như thế thì chắc chắn với cái công nghệ lạc hậu thì nó sẽ tiếp tục xảy ra những cái sự cố tiếp theo và nó không thể nào đảm bảo đạt tiêu chuẩn để ra thải ra môi trường như mà họ công bố được đâu, thì chắc chắn là như thế. Và cái sự xung đột giữa người dân và chính quyền địa phương cũng như chính quyền nguồn chắc chắn nó sẽ gia tăng chứ nó không thể giảm đi được. Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ Biên phòng tỉnh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa chiều ngày 17 tháng 5 đã có một buổi họp để bàn về công tác bảo đảm an ninh trật tự khi lò cao số 1 của công ty Formosa được vận hành. Tại buổi họp được đưa tin trên trang mạng của Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Văn Sao, cựu Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh của Tổng cục An ninh, thông báo về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh và đặc biệt là tại khu kinh tế Vũng Áng sau một năm xảy ra sự cố môi trường biển. Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh nói, công tác an ninh tại đây đã được đảm bảo với sự cộng tác của các lực lượng chức năng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đại tá Lê Văn Sao yêu cầu công ty Formosa làm tốt công tác quản lý cán bộ, trong đó có việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào Formosa, yêu cầu công nhân cam kết không tham gia biểu tình, tụ tập. Các nhà thầu cho Formosa phải trả lương cho công nhân đúng hạn để không xảy ra tình trạng đình công, lãng công. Phía Formosa cũng cam kết thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Kể từ sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại địa phương và nhiều tỉnh thành khác. Các cuộc biểu tình gần đây của người dân ở tỉnh Nghệ An, nơi không được xem là nạn nhân của Formosa, đã dẫn đến những vụ bắt giữ, đánh đập và truy nã những người tham gia. Anh Phan Cường, một thợ lặn ở tỉnh Hà Tĩnh, đã phải bỏ nghề vì thảm họa Formosa, cho VOA biết tình hình an ninh ở khu vực nhà máy Formosa được thắt chặt. Ngoài những hàng rào thép gai, rào chắn kiên cố quanh nhà máy, anh Cường cho biết trong khu vực còn được cài lực lượng công an mật. Ví dụ công an về đây với lại công mật, với lại mình chưa giờ mình ra đường mình gặp người lạ mình không thể tin được. Đấy là người dân mình thường hay hay không ăn. Nói chung nó đóng đủ nhiều kiểu, nó đi bán bánh gì hay là nó đi giao cái nào cái kia, nó cũng như vậy gọi hấp dân thì dân nói. Hỏi nó không bán bánh thôi, nhưng mà nó đi có đồng tình gì. Gọi là bây giờ công an vẫn mới nhanh nhản. Trong cái khu vực này là bây giờ công an thì nhiều hơn dân nữa. Anh Cường cho biết anh và những nạn nhân khác của Formosa đã phải bỏ nghề để tìm việc làm khác kiếm sống, trong khi những người không có cơ hội việc làm khác vẫn phải đi đánh cá, dù biết cá vẫn còn nhiễm độc và số tiền kiếm được cũng chỉ đủ đáp đổi qua ngày. Chứ bây giờ đợi, giờ kêu thì không biết kêu ai mà đợi cũng không biết ai nữa. Formosa thì nó vẫn làm, vẫn hoạt động, nó vẫn xả. Cá thì vẫn có cá chết. Khói thì mới không bao biết bao nhiêu khói là ngày đêm liên tục nó xả. Thôi tư thế. Anh Cường cho biết mỗi khi người dân phẫn uất tổ chức biểu tình thì lập tức có hàng trăm, hàng ngàn cảnh sát an ninh đổ về bao vây khu vực. Nhưng người thợ lặn mất việc này khẳng định. Nếu mà người dân, người ta đã đứng lên thì ta biểu tình hay gì thì cơ động bao nhiêu cũng không được. Sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thời sự hôm nay. Thưa quý vị, từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 5 vừa qua, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển thuộc giáo phận Vinh đã đến một số nước Âu Châu gặp gỡ các cơ quan quốc tế để trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra. Nhân dịp phái đoàn đến Paris, thông tín viên Tường An có dịp trao đổi với hai linh mục trong phái đoàn về nội dung chuyến đi. Ngày 2 tháng 5 vừa qua, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển đã đến châu Âu để trao bản tình nguyện thư với gần 200.000 chữ ký cho Liên Âu và Liên Hiệp Quốc, cũng như gặp gỡ một số cơ quan liên hệ. Tại Paris, cùng đi trong phái đoàn, linh mục Trần Đình Lai cho biết mục đích của chuyến đi
Mục đích là đi để các cơ quan của Liên Hiệp Quốc của châu Âu kêu gọi ủng hộ cái công cuộc đấu tranh cho đất nước, cho nhân quyền và đặc biệt là cho các nạn nhân của thảm họa Formosa. Cuộc vận động Liên Âu kéo dài khoảng 10 ngày. Linh Mục Trần Đình Lai cho biết những khó khăn gặp phải cũng như những thuận lợi mà phái đoàn đã gặt hái được như sau. Về thuận lợi là tất cả những cái đặt hẹn trước để gặp cả cái chính khách hoặc là các cái tổ chức, các xã hội dân sự đều rất là xuôi chảy, tốt đẹp. Ai cũng sẵn sàng lắng nghe, đón nhận, chia sẻ và hiệp thông. Và họ hứa là sẽ cùng với những người thành tâm thiện chí để công tác và sẵn sàng giúp đỡ để đấu tranh cho cái công cuộc này đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Còn về mặt khó khăn thì đường dài, nhiều văn hóa, nhiều mốc thời giờ, nhiều ngôn ngữ khác nhau, do đó có những cái hạn chế trong cái chuyến đi này. Đánh giá chung về chuyến đi, Linh Mục Bùi Khiêm Cường cho biết. Việc ô nhiễm môi trường là nó không dừng lại phương diện địa phương hay là một vùng miền nhỏ mà ảnh hưởng đến ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Vì thế thì chúng tôi luôn được các tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia ủng hộ trong cái chuyến đi này và họ luôn là đứng về phía chúng tôi, những người đấu tranh cho các nạn nhân. Linh Mục Trần Đình Lai cho biết thêm một điểm nhấn trong cuộc gặp gỡ với Liên Âu. Châu Âu sắp ký cái tự do thương mại với Việt Nam, chúng tôi nói với họ rằng nếu quý vị cứ đặt bút ký và không đến chỉ gì đề nghị của chúng tôi thì liệu hải sản ở biển Việt Nam nhập về châu Âu có an toàn không, có đảm bảo được sức khỏe cho người dân của quý vị hay không, thì họ tiếp tục được đưa ra trước khi ký cái hiệp định đó. Formosa là khu công nghiệp luyện thép với diện tích 3.300 hecta, được bắt đầu xây dựng từ năm 2012 tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, chỉ với giá 5 triệu đô la trong vòng 70 năm. Khi tin cá chết hàng loạt được đưa ra ngày 6 tháng 4 năm 2016, khoảng 70 tấn cá biển chết trôi dạt từ bờ biển Kỳ Anh đến Hòn La, Nhật Lệ, trải dài đến Hải Ninh, Lệ Thủy. Ngày 30 tháng 6, 84 ngày sau khi thảm họa được phát hiện, 7 đại diện của Formosa đã nhận lỗi và đồng ý bồi thường 500 triệu đô la, một số tiền bồi thường quá ít. Số tiền bồi thường này, nếu chia cho 3,8 triệu nạn nhân trực tiếp của thảm họa, thì mỗi người chỉ được khoảng 2,9 triệu đồng Việt Nam. Trong khi đó, nếu người dân tự đòi bồi thường thiệt hại, thì tiền bồi thường cho 1.000 hộ dân cũng đã phải lên đến 1.000 tỷ đồng, tức gần 8% tổng số tiền mà Formosa hứa chi trả. Linh Mục Trần Đình Lai cho biết nội dung hồ sơ trao cho các cơ quan quốc tế. Hồ sơ thì gồm có 3 thành phần. Phần thứ nhất là tường thuật lại tất cả các cái thảm họa đã xảy ra mà các cái đài báo trong nước cũng như quốc tế đăng tải. Bây giờ chúng tôi thống kê lại. Thứ hai là về cái thảm trạng đang xảy ra ở miền Trung, đặc biệt là 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Rồi cái phần thứ ba đó là cái mục đích của chuyến đi đó là tập trung đấu tranh pháp lý và tìm cách để rồi đưa ra cái giải pháp làm sạch môi trường và làm cho biển sống lại, cho ngư dân đi đánh bắt được và họ có đời sống được yên ổn. Cuộc biểu tình đầu tiên chống thảm họa môi trường xảy ra vào ngày 1 tháng 5, 2016. Rất nhiều cuộc đàn áp, bắt bớ của lực lượng an ninh, văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi nhà nước Việt Nam chấm dứt việc dùng vũ lực đối với những người biểu tình bất bạo động. Tuy nhiên, nhà nước Việt Nam thay vì bảo vệ người dân trước thảm họa môi trường lại ém nhẹm sự việc, đàn áp người dân nào dám lên tiếng, đứng trước sự sống còn của dân tộc, các linh mục phải thay nhà nước bảo vệ ngư dân. Linh mục Trần Đình La giải thích tại sao đại diện công giáo phải vào cuộc. Khi thảm họa xảy ra đây là một vùng miền và tầm cỡ của nó là tầm cỡ quốc gia và việc giải quyết vấn đề này là của chính phủ, trách nhiệm thuộc về chính phủ. Nhưng mà một chính phủ vô trách nhiệm như chính phủ Việt Nam thì quý vị biết đó. Họ đánh trống bỏ rui, họ đưa con bỏ chợ, đưa Formosa về lời thì chưa thấy đâu, còn hại thì như thế. Một cái lời mà ai cũng than phiền là đáng lẽ ra là chính phủ phải giải quyết vấn đề này, thì họ lại không những không giúp dân mà lại họ đứng về phía Formosa, đàn áp dân đáp án những người biểu tình ôn hòa vô tội, và những người giúp nạn nhân thì họ cũng trù dập. Đó là một cái điều mà những người ngoài cuộc không thể nào tưởng tượng được. Chúng tôi cũng rất là buồn và chúng tôi cũng cầu mong sao chính phủ thực sự phục vụ dân bằng cái cách là khắc phục cái thảm họa này, chứ không phải chúng tôi. Nhưng vì họ không làm, do đó với lương tâm và trách nhiệm thì bề trên và chúng tôi ở trong ban là phải tiếp tục đấu tranh. Theo nghiên cứu của nhóm Quintry trong tập tài liệu Toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam, thì Formosa được phép xả thải ra biển với công suất 45.000 mét khối ngày đêm, với hàm lượng cyanure 0,585mg một lít, cao gấp 58,5 lần giới hạn cho phép theo quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường. Vẫn theo nhận định của Quintry, thảm họa môi trường từ Vũng Áng có thể kéo dài đến Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Cà Mau, và nếu hiện tượng cá chết trải dài khắp 3.000 km đường biển Việt Nam, thì đó là một thảm họa kinh hoàng cho toàn thể dân tộc Việt Nam.
Trong cuộc tiếp xúc với chính giới Âu Châu và các xã hội dân sự, Linh Mục Cường cho biết phái đoàn đã có những hứa hẹn giúp đỡ cụ thể như sau. Họ luôn ủng hộ và vì thế họ cùng chúng tôi tìm ra các cái giải pháp. Thứ nhất là nói cho toàn thế giới biết được về cái thảm họa này, truyền thông cho mọi người dân trong nước và tất cả mọi người trên thế giới ý thức được việc bảo vệ môi trường là tầm quan trọng. Và thảm họa đang xảy ra tại Việt Nam là một trong những thảm họa lớn nhất sau Thế chiến thứ hai tới nay. Rồi ngoài ra họ còn hứa hẹn sẽ giúp đỡ về vấn đề chăm sóc sức khỏe, y tế cho những cái nạn nhân và các cái dự án khác thì họ sẽ liên lạc nhờ người giúp đỡ sau, còn họ cũng chưa dám hứa điều gì. Nhưng họ hứa là sẽ đứng cùng chúng tôi đấu tranh sự thật cho công lý và cho môi trường. Sau chuyến vận động Âu Châu, Linh Mục Cường cho biết cuộc đấu tranh chống thảm họa Formosa vẫn tiếp tục. Chúng tôi vẫn tiếp tục giáo dục cũng như kêu gọi mọi người ý thức hơn về thảm họa này, nó rất là nguy hiểm. Nó không chỉ ảnh hưởng cuộc sống hiện tại mà cho cả tương lai của cả dân tộc và muôn thế hệ nữa. Được hỏi về những trở ngại cũng như những khó khăn có thể gặp phải khi trở về, Linh Mục Trần Đình Lai cho biết. Và càng đi và càng gặp thì chúng tôi càng được củng cố, bởi vì ở ngoài này ai cũng hiểu, cũng thông cảm. Chắc chắn khi trở về chúng tôi có thể sẽ có những hành động tốt hơn nữa và can đảm hơn nữa. Một năm sau khi nhà nước Việt Nam chính thức công nhận thảm họa môi trường, thì Formosa vẫn tiếp tục xả thải, cá vẫn chết, đời sống ngư dân vẫn bấp bênh. Sau chuyến đi đầy gian nan, nhưng với nhiều kết quả khả quan, Linh Mục Trần Đình Lai kêu gọi. Thay mặt cho tất cả những các nạn nhân xin cảm ơn tất cả đồng bào Việt Nam ở hải ngoại. Và tiếp tục kêu gọi mọi người hướng về Tổ quốc, về mẹ Việt Nam và về những người đau khổ để rồi sẵn sàng giúp đỡ đấu tranh về tinh thần cũng như vật chất. Từ Paris, Tường An, Đài Á Châu Tự Do. Đang trong chuyến đi vận động quốc tế ở châu Âu và trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa, Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói với VOA rằng ông đau lòng khi phải thực hiện một chuyến đi mà lẽ ra là của những người cầm quyền. Đây là một chuyến đi nó nằm ngoài cái dự phóng cũng như là cái chuyên môn của chúng tôi, vì thật sự ra chúng tôi không được đào tạo để mà thực hiện những chuyến đi như vậy. Chúng tôi là những người làm một vụ và đáng lẽ ra những cái chuyến đi như vậy phải là của những người cầm quyền. Trong chuyến đi kéo dài 2 tuần tới Na Uy, Đức, Bỉ và Thụy Sĩ, phái đoàn của Giáo phận Vinh đã có những cuộc tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, một số bộ ngoại giao, các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo và các tổ chức xã hội dân sự. Chia sẻ với VOA về kết quả chuyến đi, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói các cuộc tiếp xúc với các tổ chức quốc tế càng khiến ông thêm đau lòng. Buồn vì cách xử sự của những người cầm quyền, của những người đại diện của dân. Chẳng hạn, một cái điều mà cụ thể chúng tôi nhận thấy là khi ở Việt Nam tôi cũng đang nghe một số nước muốn đến để giúp đỡ Việt Nam, để giúp cho Việt Nam có thể nghiên cứu và tìm ra những nguyên nhân của cái thảm họa môi trường đó, và nhất là xử lý cái môi trường thiên nhiên bị thảm họa đó bằng những phương pháp khoa học, bằng những kỹ thuật của hiện đại để trả lại vùng biển miền Trung, và nhất là để bảo đảm cho người dân biết rằng cái thảm họa đến bao nhiêu và thảm họa kéo dài bao nhiêu, bao giờ có thể ăn cá được, bao giờ có thể đi ra biển được, vân vân. Thì không những là nhà nước đã từ chối một số nước, mà trái lại cả cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng đã có đề nghị đó, mà không hiểu tại sao những người đại diện của dân, những người trách nhiệm của dân lại cũng từ chối cái đề nghị của cơ quan Liên Hiệp Quốc. Thì điều đó tôi cảm thấy đau lòng. Hơn một năm sau khi xảy ra thảm họa môi trường lịch sử, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói những câu hỏi rất căn bản như nguyên nhân của thảm họa, các tác hại của nó như thế nào, kéo dài bao lâu, khi nào biển miền Trung được khôi phục trở lại, vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. Cho đến hôm nay, tôi thấy rằng chúng tôi chỉ gặp được những câu trả lời ở trong nước một cách rất là mị dân và vô trách nhiệm. Chẳng hạn, có những quan chức chỉ có sau khi thảm họa xảy ra ít lâu xuống biển tắm để nói với dân rằng đó, tắm đi. Và có những người còn trả lời một cách cu
cũng vô trách nhiệm nói rằng biển miền Trung cũng như dân tộc Việt Nam chúng tôi một dân tộc oai hùng, thành thử ra nó tự có thể tẩy xóa được những thảm họa, những chất độc và trở lại tình trạng ban đầu. Kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường ở vùng biển miền Trung hồi tháng 4 năm ngoái, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại địa phương và trên khắp các tỉnh thành, đòi chính quyền và Formosa phải minh bạch thông tin về thảm họa và bồi thường xứng đáng cho người dân. Mặc dù phía chính quyền nói họ đã phân phối số tiền đền bù 500 triệu đô la của Formosa tới các nạn nhân trực tiếp của thảm họa, nhưng nhiều người dân không đồng tình với cách giải quyết của chính quyền. Gần đây, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra, đặc biệt là tại tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân sâu xa vẫn là chưa đền bù xứng đáng. Có những người đáng lẽ ra phải được đền bù, mà đền bù một cách xứng đáng thì vẫn chưa được vào danh sách. Và có những người thật sự ra không liên quan gì đến thảm họa môi trường, không phải là nạn nhân thì đã được đền bù. Tại sao vậy? Phải chăng vì tham nhũng, vì lợi ích nhỏ mà xảy ra như vậy? Tỉnh Nghệ An vốn không được chính quyền xếp vào danh sách bồi thường của thảm họa Formosa, nhưng nhiều người dân địa phương nói họ đã mất nguồn sinh kế, lâm vào cảnh nợ nần vì ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa. Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết ông đã hai lần làm việc với chính quyền tỉnh Nghệ An và được chính quyền tỉnh cho biết đã đề đạt ra Trung ương để đưa một số khu vực ở Nghệ An vào danh sách nạn nhân cần được bồi thường. Tuy nhiên, cho tới nay, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời cho vấn đề này. Theo ông, chính sự phẫn uất của người dân đã dẫn đến những cuộc xung đột đau lòng giữa người dân và chính quyền. Cái chuyện này đáng lẽ là giải quyết một cách êm thấm giữa người dân và chính quyền. Cuối cùng đã không được giải quyết để đưa đến những cuộc xung đột. Những cuộc xung đột đó thật sự rất đau lòng. Càng đau lòng hơn là khi người dân bị đánh đập, khi họ chính là những nạn nhân. Họ cần được đền bù xứng đáng. Người dẫn đầu phái đoàn của Giáo phận Vinh cho biết, chuyến đi vận động lần này là một chuyến đi tiếp cận, giúp cho các thành viên biết cách nghiên cứu, sắp xếp và đề đạt các tỉnh nguyện của người dân một cách cụ thể hơn để gửi tới nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế khác nhau, với mong muốn giúp cho các nạn nhân của Formosa sớm tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của họ và được đền bù thỏa đáng. Tính đến sáng ngày 18 tháng 5, thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa trên trang thảmhoaformosa.com đã có trên 195.000 người ký tên. Giáo phận Vinh đã có quyết định thành lập ban hỗ trợ các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung vào tháng 9 năm ngoái, 5 tháng sau khi bắt đầu xảy ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt, khiến cho đời sống kinh tế trong khu vực gần như bị tê liệt. Đất nước mình ngộ quá phải không anh, 4.000 tuổi dân không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bú mớm, trường bất công vẫn không biết kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không anh, bánh chưng đó vô cùng kỳ bí, nhưng dự án và tượng đài nghìn tỷ mà sinh mạng người chẳng đáng giá chi. Đất nước mình buồn quá phải không anh, biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhờ sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh, mỗi đứa bé sinh ra đã gánh nợ, di sản mai sau còn gì cho con cháu, để đứng trước năm châu không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh, anh không biết em làm sao biết,
hỏi trời xanh và hỏi người sau chương, ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu. Hỏi trời xanh và hỏi người sau chương, ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu. Đất nước mình ngộ quá phải không anh, 4000 tuổi dân không chịu lớn, 4000 tuổi mà vẫn còn bú mớm, trường bất công vẫn không biến kêu đời. Đất nước mình là quá phải không anh, bánh trứng đó vô cùng kỳ vĩ, nhưng dự án và tượng đài nghìn tỷ mà sinh mạng người chẳng đáng giá chi. Đất nước mình buồn quá phải không anh, biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhờ sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh, mỗi đứa bé sinh ra đã gánh nợ, di sản mai sau còn gì cho con cháu, để đứng trước năm châu không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh không biết, em làm sao biết. Hỏi trời xanh và hỏi người sau chương, ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu.